Trong quá trình công tác, nhận thấy việc chấm thi trắc nghiệm bằng phương pháp thủ công mất khá nhiều thời gian, công sức, độ chính xác lại không cao, thầy giáo Lâm Bảo Triều, giáo viên trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển, thành phố Bạc Liêu đã mày mò nghiên cứu và thực hiện thành công bộ công cụ chấm thi trắc nghiệm bằng điện thoại di động. Với thao tác nhanh chóng, độ chính xác cao, sáng kiến của thầy Lâm Bảo Triều rất hữu ích, thiết thực cho công tác giáo dục của nhà trường và có tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Sinh ra và lớn lên ở xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu, thầy giáo Lâm Bảo Triều luôn mong muốn đóng góp và xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Năm 2004, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Cần Thơ chuyên ngành toán tin, thầy Triều đã chủ động xin về công tác tại trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển đến nay. Trong quá trình giảng dạy nhiều năm, thầy Triều luôn đau đáu suy nghĩ về việc đổi mới phương thức giáo dục ngày càng hiện đại. Hầu hết các môn học với kiến thức tổng hợp đều chuyển sang hình thức thi trắc nghiệm. Thầy Triều chia sẻ, trước đây khi chấm bài thi trắc nghiệm, giáo viên phải một tay cầm điện thoại, một tay đưa bài thi vào để quét, nên mất nhiều thời gian và hiệu quả không cao. Từ đó thầy suy nghĩ phải tạo ra phần mềm, ứng dụng hỗ trợ việc chấm thi trắc nghiệm với độ chính xác cao. Sau thời gian thử nghiệm, thầy Triều sáng chế ra sản phẩm chấm bài bằng điện thoại di động thông minh sử dụng phần mềm TN Marker với sự hỗ trợ máy cảm biến. Về nguyên lý hoạt động của dụng cụ chấm thi trắc nghiệm, thầy Triều cho biết bộ dụng cụ khá đơn giản, hoạt động giống như một máy in, gồm một điện thoại thông minh có camera, một thùng đựng giấy A4 làm bằng gỗ và vi mạch điện tử cảm biến bên trong, một thanh để kê điện thoại bên trên. Khi chấm, máy tự động kéo bài qua màn hình điện thoại, phần mềm trong điện thoại sẽ chấm bài, sau đó các bài sẽ được xếp gọn gàng. Đặc biệt, mỗi bài thi chỉ chấm khoảng 2 giây và kết quả chính xác 100%. Sau khi chấm bài thi, người dùng chỉ cần bật phần mềm lên, đưa bài vào thùng thì camera sẽ quét, giáo viên chỉ việc ghi lại kết quả. Hình ảnh các bài thi đã chấm được lưu lại, đáp án nào đúng, đáp án nào sai đều được sao lưu. Một trong những ứng dụng thiết thực của bộ dụng cụ này là có thể chấm thi với nhiều mã đề khác nhau. Tất cả các phần mềm chấm trên điện thoại đều có một cái nguyên tắc chung, đó là phải chụp cái bảng làm bài của học sinh, chụp từng bài. Thì thay vì mình ngồi cầm điện thoại mình chụp từng bài, thì đối với cái máy này nó có một cái điều hay, đó là mình chỉ cần đặt cái điện thoại lên cái giá đỡ điện thoại thôi và mình bấm nút, thì cái máy có khả năng nó tự động cuốn giấy, từng tờ giấy đó. Điều quan trọng của cái máy đó là gì? Là khi máy tính, cái máy đã cuốn giấy, cuốn qua một tờ, nó sẽ có thời gian ngưng trong khoảng thời gian cho phép, tương ứng với cái phần mềm trên điện thoại. Cái điện thoại mình cài đặt là 1 giây, chụp một bảng, thì khi cái máy nó cuốn qua sẽ ngưng lại đúng 1 giây để cho điện thoại đủ thời gian chụp được một bảng đó, sau đó máy mới cuốn tờ giấy tiếp theo. Ý tưởng độc đáo này của thầy giáo Lâm Bảo Triều đã được nung nấu từ vài năm trước. Năm 2019, thầy Triều đã hướng dẫn học sinh của trường thực hiện ý tưởng này tại cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh do Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu tổ chức và đạt được giải 3. Nhận thấy sự tiện ích và thiết thực từ bộ dụng cụ chấm thi trắc nghiệm của thầy Triều, nhiều giáo viên trong trường đã đặt thầy Triều làm bộ dụng cụ này. Hiện giờ mình đang trong giai đoạn hoàn thiện, là mình sẽ bổ sung nhiều chức năng để cho máy tính, cái máy nó ổn định hơn. Thứ nhất là mình máy làm sao mà khi mà nó hết giấy nó sẽ tự động nó tắt nguồn, không có hao phí nguồn điện. Và mình làm sao mà để giảm được cái chi phí nhân công, cái công mình sản xuất cho nó thấp nhất, để mình có nhu cầu là mình sẽ phổ biến ra ngoài thị trường để có thể giáo viên nào cũng có thể sử dụng được với một cái giá mà có thể chấp nhận được. Mình làm sao mà có thể nhiều người có thể sử dụng được. Hiện tại thầy Triều đang hoàn thiện bộ thiết bị này để áp dụng trong nhà trường. Trong điều kiện thực tế hiện nay, sáng kiến của thầy Triều là rất hữu ích, thiết thực cho công tác giảng dạy. Nên chăng bộ thiết bị này cần sự thẩm định, đánh giá của cơ quan chức năng về tính hiệu quả của nó để có thể cho triển khai thực hiện đại trà ở tất cả các môn học có bài thi trắc nghiệm.